Bạn thấy ngon không? Đó mình quết ra bằng cái cối nữa nó cũng giống nhau luôn. Mình chỉ xay nó bể ra vậy nè các bạn, nó còn tơi tơi chút xíu thôi. Rồi mình cho vô hũ. Mình để ăn dần dài lâu á thì mình có thể cái mắm này nó vẫn mềm mịn luôn. Giờ mình cho vô keo luôn nha. Nhung xin chào các bạn nha. Hôm nay Nhung làm một cái món mắm đậu. Mắm đậu cấp tốc luôn. Bạn thấy rất là ngon nè, ăn với cơm nguội. Vừa ăn không mặn. Rất là tuyệt vời. Nếu các bạn thích cái món này, còn vào bếp làm với Nhung nha. Giờ Nhung sẽ múc ở đây mình ăn với cơm trắng nha các bạn. Mình ăn liền cấp tốc luôn nè. Cũng mời các bạn nha. Như vậy là mình ăn được các bạn. Các bạn ăn với dưa leo, có dưa leo, có rau thì mình ăn được. Mời các bạn nha. Vừa ăn luôn các bạn ơi, không mặn nha. Nếu các bạn làm mà công thức giống như gì đó là nó vừa ăn muối thì cũng vừa. Nó mà hủ chao. Ngon quá. Nguyên liệu Nhung làm mắm đậu nè các bạn. Ở đây Nhung dùng là đậu nành 650 g. Nhung ngâm từ 8 đến 9 tiếng rồi. Mình nấu chừng khoảng mình 3 đến 4 tiếng nha các bạn. Nấu cho nó mềm là được. Đây là một hũ chao 260 g. Đây là 150 g muối. Cái này là mình nấu nó mềm xong rồi là ăn liền luôn các bạn, không cần phải chờ đợi gì hết. Mình nấu mình để lâu dài được. Giờ Nhung bắt cái nồi lên nấu nha. Các bạn để lửa để nước khoảng chừng 3 lít 4 lít cho nó tới đây thôi nha. Mình cứ nấu cho nó mềm thôi. Nhung có chia sẻ cái băng video mà Nhung nấu tương đậu đó. Thì cái chao này là làm mình ăn liền luôn các bạn, không cần phải phơi khô mấy ngày gì hết. Chờ đậu nó mềm rồi cái mình xay nhuyễn ra thôi. Có chao này mình ăn liền nè. Nếu không có chao thì mình không ăn liền được, chờ đợi lâu lắm mấy ngày luôn. Giờ Nhung bắt cái nồi nước lên, Nhung sang qua cái nồi này để Nhung hầm cho nó lâu quá các bạn. Tại vì mình nấu 3 4 tiếng mình lấy cái nồi này mình hầm nè. Bột ra các bạn. Bây giờ cái đậu mình nấu xong rồi các bạn. Các bạn kiếm một cái mâm nha, cái giấy ở đây. Các bạn có thể kiếm cái gì mà để lót á các bạn. Mình làm cho nó ráo nước nha. Mình trả cho nó nguội á các bạn. Còn nóng lắm. Nó mà nguội nó khô ráo nước hết rồi các bạn thì mình sẽ xay nha. Các bạn thử cái đậu mình này nữa các bạn. Nó mềm rồi đấy không? Đây là Nhung nấu là khoảng chừng 3 tiếng rồi. Giờ mới cho vô tô mình trộn muối nha. Giờ mình cho muối ở đây. Vô hết ở đây 150 g. Trộn vậy cho nó thấm vô nha các bạn. Xong mình cho chao vô luôn.
trộn luôn. Cái chao này mình lấy luôn cả nước cả dầu luôn nha, cho nó có cái màu đẹp nha. Sau đó mình sẽ trộn đều. Đây mình mới chuẩn bị, đây là hai cái hũ khô ráo cho vào máy mình rửa sạch rồi đó các bạn. Cái nắp của nó mình đậy lên luôn. Đây mình chuẩn bị cái máy để mình xay nha các bạn. Ở bên nước ngoài là không có cái cối để mình giã luôn, chỉ có cái máy thôi. Mình Dung làm công thức này để cho các bạn ở nước ngoài ta có dễ làm được nha các bạn. Giờ Nhung sẽ cho vào cái máy ở đây mình xay nha các bạn. Đây này các bạn thấy ngon không? Đó mình quét bằng cái cối nữa nó cũng giống nhau luôn. Mình chỉ xay nó bể ra vậy nè các bạn, nó còn tơi tơi chút xíu thôi. Rồi mình cho vô hũ, mình để ăn dần và lâu quá thì mình có thể cái mắm này nó vẫn mềm mịn luôn. Giờ mình cho vô keo luôn nha, thơm quá. Cái này mình để được lâu luôn á, ăn 5-2 năm vẫn còn luôn. Mình làm hết rồi mới xay nữa, nó là chế biến được các món luôn, nhiều món lắm. Mắm kho, mắm nêm, lẩu chay đồ được hết luôn. Rồi nó có chao đó các bạn, thơm quá chừng luôn, này ngon với sợ luôn, nó mịn mà nó mềm nữa. Bây giờ Nhung xay hết luôn nha. Cái này là cái lần thứ hai này các bạn, cái này là nó xay nó không được nhuyễn hơn nha. Mình làm riêng ra để mình có thể mình biến chế được cái ăn nó có hột tương chút xíu nè. Cái món này có thể làm mùa đông cũng được nha các bạn, không cần phải phơi nắng, mình làm cốc cốc luôn. Cái này vậy nè các bạn, quết ăn với cơm cũng ngon lắm, cơm nguội đi làm về đó. Mình chỉ quét một muỗng canh thôi, mình ăn với cơm mà được. Dung nếm thử rồi các bạn, cái này nó vừa ăn đó nha, nó không mặn mà nó không lạc, nó có chao nữa đó. Thay vì mình ăn chao không, mình chỉ cần có một hũ chao rồi mình làm được cái món này được nhiều. Bây giờ cái món mắm đậu của mình đã xong rồi các bạn. Mắm đậu cấp tốc luôn. Các bạn để ăn lâu dài, năm này qua năm nọ vẫn được. Mình làm hết thì mình cứ ăn nữa. Chế biến được các món khác. Rất là tuyệt vời luôn. Không cần phơi. Đây là cái hũ mắm đậu mình đã xong rồi các bạn. Mắm đậu cấp tốc luôn, rất là nhanh, không cần phơi, mùa đông vẫn làm được. Cần có hũ chao, Dung dùng ở đây là 650g đậu nành. Một hũ chao. Mình làm được hai cái hũ to luôn các bạn, ăn với cơm. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha các bạn. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới nha. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc. Xin chào. Giờ Nhung sẽ múc ở đây mình ăn với cơm trắng nha các bạn.
mình ăn liền cấp tốc luôn nè. Mời các bạn nha. Như vậy là mình ăn được các bạn. Bạn ăn với dưa leo, có dưa leo, có rau thì mình ăn được. Mời các bạn nha. Vừa ăn luôn các bạn ơi, không mặn nha. Nếu các bạn làm mình công thức giống như vậy đó là nó vừa ăn muối thì cũng vừa, nhưng mà hủ chao ngon quá.